Messi và Ronaldo nêu đích danh đối thủ khó nhằn nhất. Bộ đôi ngôi sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo mới đây đã đem lại sự chú ý khi nêu đích danh những đối thủ khó nhằn nhất trong sự nghiệp của họ. Không thể phủ nhận, Cristiano Ronaldo, tiền đạo hiện khoác áo Al-Nassr và Lionel Messi là biểu tượng của bóng đá đương đại. Trong khi Ronaldo được xem là khổ luyện thành tài, Messi lại vươn lên đỉnh cao nhờ khả năng thiên bẩm của mình. Tính ra, Messi và Ronaldo đã giành được tổng cộng 13 danh hiệu quả bóng vàng. Một con số đủ thấy cả hai là những cầu thủ vĩ đại nhất trong thế hệ của họ ra sao. Dù ở đẳng cấp siêu sao song cả Messi lẫn Ronaldo cũng từng gặp phải những đối thủ mà họ coi là khó nhằn nhất trong sự nghiệp. Với Ronaldo, ngôi sao người Bồ Đào Nha từng thừa nhận Ashley Cole, hậu vệ cánh trái lừng danh tại kỷ nguyên Premier League, là đối thủ khó nhằn nhất mà anh từng đối đầu. Trong những năm qua tôi đã có những màn đọ sức đáng nhớ với Ashley Cole. Anh ấy không cho tôi một giây để thở, Ronaldo chia sẻ trước giới truyền thông. Anh ấy là một cầu thủ ngoan cường khi ở đỉnh cao, đầy nhanh nhẹn và mạnh mẽ trong tranh chấp. Các trận đấu với Cole luôn không hề dễ dàng. Trong khi đó, Pablo Marfel, hậu vệ cánh phải đang chơi cho Mallorca, lại là nỗi ám ảnh với Messi. Pablo Marfel của Girona là hậu vệ khó nhằn nhất. Tôi chưa bao giờ thích ca cẩm, nhưng trận đấu đó thật căng thẳng. Ngôi sao từng 8 lần đoạt quả bóng vàng đã thừa nhận như vậy trên tờ Forfotu. Messi cũng nhắc đến chiến thắng 3-0 của Barca trước Girona tại La Liga năm 2017. Marfel, người khoác áo Girona theo dạng mượn từ Man City lúc đó, đã theo sát Messi như hình với bóng trong suốt trận đấu và khiến Messi phải tịt ngòi trong trận này. Cần biết, Marfel đã chơi cho đội U19 và U21 Tây Ban Nha, nhưng chưa khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.